Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Hôm nay có cái chậu hỏa hoàng cam nó nở, mình quay mời mọi người cùng ngắm. Hồi nãy ở dưới dàn dưới ánh sáng nó xấu quá, phải lên tới dàn trên để quay mọi người. Hoa rực rực sắc cam luôn, rất là đẹp. Chăm sóc hỏa hoàng cam thì rất là đơn giản, chúng ta không nên cầu kỳ, vì theo mình thì mình chăm sóc đơn giản lắm. Mình treo ở nơi có ánh đá nắng khoảng tới 80% ánh nắng luôn á, gần như là 100% luôn. Ở ngoài đầu dàn trên cao, độ cao khoảng 3 mét, hỏa hoàng cam rất là ưa nắng. Mình bỏ phân tan chậm ở dưới gốc. Cái phân trắng trắng là phân chì, còn cái gói đỏ đỏ kia là phân tan chậm. Mình mua, nói chung mua lẻ thì 3.000 bọc nhỏ nhỏ đó đó, cho 2-3 bọc. Cái điện thoại của mình hôm nay quay lên video nó làm sao á, mọi người coi video thông cảm nha, cái màu nó không được. Mình khoảng 1-2 tuần đến 1 tháng mình mới tưới phân cho nó một lần. Mình tưới phân thì thường là mình tưới, bình thường mình tưới 20 đều, pha chung với lại 1cc B1. 20 đều thì hỏa hoàng cam lá nó dày mà, mình có thể pha 1,5 g đến 2 g 1 lít nước lận, vì cái dòng lá dày này nó ăn phân nhiều mọi người. Mình pha 1,5 g đến 2 g 1 lít nước. Còn B1 thì 1cc hòa chung với nhau và tưới đẫm từ gốc tới ngọn. Còn khi nào mà chuẩn bị kích hoa là mình tưới 6-30-30 3 lần luôn á. Hoặc là 6-30-30 hoặc 10-55-10 cũng được nha mọi người. Pha chung với 4 giọt Atonic, hoặc là nếu mà mọi người có super thai thì càng tốt nhé. Super thai thì cũng pha từ 3 đến 4 giọt 1 lít nước. Còn đến khi nào mà hoa mà thành trưởng thành, thành nụ rồi ấy, thì mọi người nên tưới cho nó siêu kali. Mình có làm video chia sẻ rồi đó, chút nữa mình cuối video mình sẽ chèn cái video clip đó vô đây, để mọi người nếu mà bạn nào muốn xem tham khảo á, các bạn có thể xem tham khảo. Hỏa hoàng cam thì rất là rẻ thôi, mình mua, các bạn biết mình mua có 10.000 một cây à. Nhưng mà chậu này mình trồng được 3 năm rồi nha mọi người. Mọi người thấy nếu mà lên được một cái cây mà đẻ giống vậy nè. Đây nè, lá rất là nhiều luôn á. Lá to, lá dày lắm. Nếu mà hỏa hoàng cam như thế này là lá dày đã đẻ rất nhiều con luôn. Càng lâu năm thì sẽ thành bụi lớn nha mọi người. Đó. Rất là đẹp. Hoa lan hỏa hoàng cam thì rất là đẹp nha mọi người.
cho ăn nắng nhiều nha mọi người, hỏa hàng cam ăn nắng nhiều nha. Mình các bạn có thể bổ sung cho nó thêm Atonic nhé, một tháng các bạn nên bổ sung cho nó một lần nhé, để cho lá nó cứng á. Nếu mà không bổ sung thêm Atonic thì tốt nhất thì các bạn có thể với cam bi Nhật cũng được. Cam bi Nhật thì các bạn bổ sung 1 gam 1 lít nước nhé. Cái này nó hôm bữa nó bị rầy nè, và mình đã xịt thuốc mũi chúc nhúng mùng y tế á mọi người. Mình pha khoảng 10 giọt 1 lít nước thuốc nhúng mùng y tế á, xịt đẫm. Để 20 phút sau mình rửa lại, mình xịt rửa lại cho thật sạch đi, cho nó những cái con rẹp nó chết đi thì nó trôi đi để cho nó đỡ. Nó hay bị rẹp lắm mọi người. Mình rất thích hoa lan hỏa hoàng cam luôn á. Thì là trong các loại lan rừng á thì có rất ít hoa lan có màu cam giống hỏa hoàng. Cái tên gắn liền với màu hoa của em ấy. Không hiểu sao cái điện thoại của mình hôm nay quay video cái màu nó kỳ kỳ á mọi người, coi video thông cảm nha. Mùa này là mùa lan rừng mà. Nhà mình có rất nhiều loại hoa bây giờ đang có nụ. Ít bữa nữa cái chậu hoàng thảo Thái Bình nó nở hoa, mình quay mời mọi người cùng ngắm nha. Đó, đẹp không mọi người? Rồi, video clip của mình chắc xin dừng ở đây thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video nhé. Nếu mọi người thấy video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ để đồng hành cùng mình nha. Chia sẻ cái video để cho nhiều người biết đến. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video.